Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 4, thiết kế mạch tuần tự 1 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với ngôn ngữ Verilog. Tiếp tục nội dung thứ 5, đếm nhị phân hiển thị LED. Sang bài tập 424. Yêu cầu của bài tập như sau, hãy thiết kế mạch đếm nhị phân 8 bit đếm theo tín hiệu enable 5 h Có button không làm reset, có SVK 0 làm enable ss giống như bài 423 có SVK1 làm enable UD, U là up, D là down. Nếu tín hiệu này bằng 1 thì cho phép mạch đếm lên. Còn nếu tín hiệu enable UD này bằng 0 thì cho phép mạch đếm xuống. Có ngõ ra điều khiển 8 led đơn. Mạch hoạt động đồng bộ theo sung CK hệ thống có tần số 50 MHz. Mục đích của bài này thứ nhất là biết mở rộng mạch đếm thêm tín hiệu enable UD. Ngoài tín hiệu enable SS Thứ hai là biết vẽ sơ đồ các khối con, liên kết các khối. Thứ ba là biết thiết kế đồng bộ và sử dụng khối Chimera Enable. Thứ tư là biết quan sát, đánh giá kết quả đúng sai trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành xây dựng sơ đồ khối. Theo yêu cầu của đề bài thì bài này có hai khối. Khối thứ nhất là đếm 8 bit SSD với các tín hiệu vào ra như sau tín hiệu Enable DB là tín hiệu cho phép mạch đếm này thay đổi giá trị. Tín hiệu CK hệ thống, tín hiệu Enable SS để điều khiển mạch đếm này cho phép đếm hoặc ngừng đếm. Tín hiệu Enable UD để lựa chọn chế độ đếm lên hoặc đếm xuống và tín hiệu Reset. Tín hiệu ngõ ra quy 8 bit. Khối thứ hai là khối chia 10 Enable với tín hiệu ngõ vào là CK hệ thống và tín hiệu ngõ ra là Enable 5 h để cấp cho khối đếm 8 bit SSUD. Như vậy, bước thứ nhất xây dựng sơ đồ các khối đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ hai tiến hành phân tích. Sau khi đã biết chức năng của các khối, thì ta tiến hành kết nối các khối này lại theo yêu cầu đồng bộ. Tín hiệu xung CK hệ thống sẽ cấp cho CK hệ thống của khối G10 Enable, đồng thời cũng cấp cho CK hệ thống của khối đếm 8 bit SSUD. Khi đó hai khối này sẽ hoạt động theo xung CK hệ thống xem như là đồng bộ theo đúng yêu cầu của đề bài để thuận tiện cho việc kiểm tra đánh giá sau khi thiết kế trên kit FPGA thì ta sẽ thiết kế thêm một cái khối bao phủ bên ngoài được đặt tên là đếm nhị phân 8 bit SSUD SVK bên trong chứa hai khối con với các tín hiệu vào ra như sau tín hiệu CK hệ thống lấy từ mạch dao động sẽ cấp cho các khối con bên trong tín hiệu shift 0 sẽ nói với tín hiệu enable SS của khối đếm 8 bit SSUD tín hiệu shift 1 sẽ nói đến tín hiệu enable UD. Tín hiệu button không sẽ làm tín hiệu reset cho khối đếm 8 bit. Ngõ ra led 8 bit sẽ nói đến ngõ ra quy của mạch đếm 8 bit. Như vậy, bước thứ hai đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ ba tiến hành viết chương trình cho các khối. Đây là chương trình cho khối chính bên ngoài, được viết theo ngôn ngữ Verilog, có tên là đếm nhị phần 8 bit SSUD SVK Tín hiệu vào gồm có CK hệ thống button 0, switch 2 bit 1 0, tín hiệu ra là LED 8 bit 7 cho đến 0. Khai báo dây dẫn Enable DB dùng để ghép ngõ ra của khối chi 10 Enable đến ngõ vào của khối đếm 8 bit. Có hai chương trình con, chi 10 Enable được đặt tên là IC1 với phần ánh xạ các tín hiệu vào ra như sau. CK hệ thống của khối chi 10 Enable sẽ nói với CK hệ thống của khối chính bên ngoài. Nó ra Enable 5 hết của khối chi 10 Enable sẽ nói đến tín hiệu hay dây dẫn Enable DB. Khối tiếp theo là đếm 8 bit SSUD được đặt tên là IC2 với phần ánh xạ các tín hiệu vào ra như sau. CK hệ thống sẽ nói với CK hệ thống bên ngoài. Tín hiệu Reset sẽ nói với Button 0. Tín hiệu Enable DB sẽ nói với dây dẫn Enable DB rồi nói đến ngõ ra của khối chim enable tín hiệu enable ud sẽ nói với switch 1 tín hiệu enable ss sẽ nói đến switch 0 và tín hiệu ngõ ra quy sẽ nói với tín hiệu ngõ ra led của khối chính bên ngoài kết thúc chương trình chính tiếp theo là chương trình con đếm 8 bit ss ud tín hiệu vào gồm có ck hệ thống reset enable db enable ss enable ud và ngõ ra Wii 8 bit từ 7 cho đến 0. Khai báo thanh ghi 8 bit gồm có Wii Re và Wii Net. Tiếp theo là các lệnh mô tả cho khối đếm bên trong. Phần thứ nhất là thanh ghi trạng thái. RWA cộng Negative S CK hệ thống Positive S Reset. Nếu tín hiệu Reset bằng 1 thì Wii Re được gắn bằng 0 xem như là thanh ghi bị Reset khi tín hiệu Reset tích cực. Ngược lại, nếu có cạnh xuống của sung CK hệ thống thì giá trị của win_net sẽ được gán cho query. Tiếp theo là khối nested logic. ở cộng sao. if enable_db and với enable_ss. Nếu tín hiệu enable_db bằng 1 cùng với tín hiệu enable_ss bằng 1 thì lệnh if bên trong sẽ được thực thi. if enable_ud nếu tín hiệu enable_ud bằng 1 thì win_net sẽ được gán bằng query cộng 1, xem như là mạch đếm đang tăng giá trị hay đếm lên. Ngược lại, thì tín hiệu enable UD bằng 0, khi đó net sẽ bằng query trừ 1, xem như là mạch đếm xuống theo đúng yêu cầu của đề bài. Nếu điều kiện này không đúng, thì nhánh eo này sẽ được thực thi, khi đó net sẽ được gắn bằng query, xem như là giữ nguyên trạng thái. Phần output logic là ngõ ra, thực hiện lệnh gắn, lấy giá trị của query bên trong, gắn cho tín hiệu query ở ngõ ra, kết thúc chương trình con đếm 8 bit SSD. Tiếp theo là chương trình con khối chi 10 enable. Chương trình con này đã viết, các bạn tiến hành s copy vào project này. Như vậy, bước thứ ba, viết chương trình đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ tư. Tiến hành s file gắn chân, rồi mở các chân từ led 0 đến led 7. Mở hai switch svk0 và svk1. Mở tín hiệu CK hệ thống và mở tín hiệu button 0. Các tín hiệu còn lại không sử dụng chuyển sang chế độ disable rồi tiến hành tổng hợp, tạo file cấu hình và nạp file cấu hình vào chip FPGA. Sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Trước khi quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E BQ208. Nút nhấn button không có chức năng là reset. Khi nhấn nút reset thì nó sẽ làm cho mạch đếm về 0. 8 LED sẽ tắt. 2 switch, switch 0 chính là tín hiệu enable SS khi ở mức 0 nó sẽ điều khiển mạch đếm ngừng đếm, khi ở mức 1 thì nó sẽ cho phép mạch đếm thay đổi giá trị. Switch SVK1 là enable UD, khi ở mức 1 thì nó sẽ cho phép mạch đếm lên, khi ở mức 0 thì nó sẽ cho phép mạch đếm xuống. Đây là 8 LED đơn sẽ hiển thị kết quả đếm nhị phân 8 bit và bây giờ mời các bạn quan sát. Trước khi quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E BW208. Nút nhấn button không có chức năng là reset. Khi nhấn nút reset thì nó sẽ làm cho mạch đếm về 0. 8 LED sẽ tắt. Hai switch switch 0 chính là tín hiệu enable SS khi ở mức 0 nó sẽ điều khiển mạch đếm ngừng đếm, khi ở mức 1 thì nó sẽ cho phép mạch đếm thay đổi giá trị. Switch svk 1 là Enable UD. Khi ở mức 1 thì nó sẽ cho phép mạch đếm lên. Khi ở mức 0 thì nó sẽ cho phép mạch đếm xuống. Đây là 8 led đơn. Sẽ hiển thị kết quả đếm nhị phân 8 bit. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Với những gì đã nhìn thấy, chúng ta có thể khẳng định yêu cầu của bài tập 424 đã thực thực hiện đúng yêu cầu. Tiếp theo là sơ đồ khái niệm của bài tập 424. Trong bài tập 424 có hai khối Chimer Enable và khối đếm 8 bit SSUD. Thì đây chính là sơ đồ khái niệm của khối đếm 8 bit SSUD. Sơ đồ khái niệm này so với bài tập 423 là sự mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích, giải thích sơ đồ khái niệm này hoạt động như thế nào. Chúng ta nên nhớ cho một điều là sơ đồ khái niệm này có được từ các lệnh chúng ta đã mô tả bằng ngôn ngữ Verilog. Nếu chúng ta đã hiểu được nguyên lý hoạt động các lệnh mô tả bằng ngôn ngữ Verilog thì chúng ta sẽ hiểu được sơ đồ khái niệm này. Còn nếu chúng ta chưa hiểu những gì đã viết bằng ngôn ngữ Verilog thì ta có thể nghe thêm phần giải thích nguyên lý hoạt động sơ đồ độ khái niệm này. Đầu tiên chúng ta nhấn nút button 0 Nó sẽ reset khối thanh ghi Làm cho ngõ ra quy 8 bit của khối thanh ghi này về 8 bit 0 Gán cho led làm cho 8 led tắt Tín hiệu quy rì bằng 0 này sẽ hồi tiếp về để tính toán tạo ra giá trị tiếp theo quy net Nó sẽ hồi tiếp về mạch đa hợp thứ nhất Rồi nó sẽ hồi tiếp về bộ cộng một đơn vị Để tạo ra tín hiệu quy t bằng chính quy rì cộng 1 nó hồi tiếp về bộ trừ Để tạo ra giá trị quy giảm Bằng quy rì trừ 1 Các giá trị này có gán cho ngõ ra Quy UD hay không Là tùy thuộc vào tín hiệu enable UD Bộ đa hợp này Có hai tín hiệu vào là quy rì Và quy UD sẽ gán cho Quy net tùy thuộc vào tín hiệu enable này Nếu chúng ta cho tín hiệu SVK0 bằng 0 Khi đó tín hiệu enable SS bằng 0 Bất chấp tín hiệu enable 5 h ngõ ra enable này sẽ bằng 0. Khi đó nó sẽ điều khiển mạch đa hợp cho ngõ vào font là query gán cho ngõ ra winnet. Khi có xung ck hệ thống thì giá trị winnet sẽ gán cho query. Nhưng do winnet cũng bằng query, xem như là nó cập nhật giá trị mới nhưng giá trị mới bằng với giá trị cũ. Ta xem như là mạch đếm không có thay đổi giá trị hay mạch đếm ngừng đếm. Nếu muốn cho mạch đếm này thay đổi giá trị thì ta phải gạt switch SVK0 lên mức 1. Khi đó tín hiệu enable 5H sẽ được đưa đến ngõ ra enable. Và nếu tín hiệu enable 5H này ở mức 0 thì hoạt động của mạch giống như mới vừa mô tả, tiếp tục ở trạng thái ngừng đếm. Khi tín hiệu enable 5H này bằng 1 thì tín hiệu enable này sẽ bằng 1 theo và nó sẽ điều khiển mạch đa hợp này cho phép tín hiệu ngõ vào true chính là WUD gán cho WinNet. Giá trị của tín hiệu UD sẽ tùy thuộc vào tín hiệu Enable UD. Nếu tín hiệu Enable UD này bằng 1 thì giá trị UD sẽ được gắn bằng VT chính bằng VR cộng 1. Ngược lại nếu nó bằng 0 thì UD sẽ được gắn bằng V giảm chính bằng VR trừ 1. Đến đây chúng ta đã xác định được giá trị của VNet bằng UD. Khi có sung CK cạnh xuống tiếp theo thì giá trị của VNet sẽ gắn cho rì và rì bây giờ đã thay đổi giá trị đếm lên hoặc đếm xuống tùy thuộc vào tín hiệu enable ud. Sau khi đã tăng giá trị rồi thì tín hiệu enable 5 hết không còn ở mức 1 nữa. Và quá trình thanh ghi trạng thái này tiếp tục cập nhật các giá trị mới và giá trị mới chính là bằng giá trị của rì xem như là mạch đếm không thay đổi giá trị rồi nó chờ cho đến chu kỳ tiếp theo của tín hiệu enable 5Hz để rồi tiếp tục thay đổi giá trị tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tín hiệu enable UD. Như vậy tôi đã giải thích xong sơ đồ khái niệm. Các bạn xem phần trình bày của bài tập 424 này có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 424 này.